Lưu Dũng đàn guitar khí lỗ và nhạc sĩ Văn Bình đàn keyboard nữa. Và thưa quý vị, và buổi hôm cũng xin thay mặt nhóm của nhạc Houston xin gửi lời cảm ơn đến cô Hương. Cô Hương đã gửi tặng cho nhóm của nhạc Houston hai cái tray gỗ để đựng trái cây, thưa quý vị, rất là đẹp, rất là trang trọng ở trên bàn thờ tổ. Cảm ơn cô Hương rất là nhiều. Tiếp tục chương trình thì chúng tôi có một vị khách đến từ San Antonio. Chúng tôi Đúng rồi. Nữ nghệ sĩ Kiều Oanh dễ thương đang ngồi phía dưới kia.